Thưa quý vị, Huyện ủy Châu Đức vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm có ông Lưu Tài Đoàn, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Ban chấp hành đảng bộ Huyện ủy Châu Đức đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 11 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, bảo đảm đánh giá đúng thực chất, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Thông qua đợt lấy phiếu tín nhiệm nhằm giúp các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức đánh giá lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, thấy được những ưu điểm và hạn chế của mình để có giải pháp khắc phục, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.